Thảo xin chào lại quý vị đang xem kênh Thảo ABC Cuộc Sống Pháp nha. Hôm nay Thảo nấu món hủ tiếu mà đặc biệt là có trái ấu. Cách nấu đơn giản mà rất là ngon luôn. Mời quý vị xem video nha. Xương heo đây Thảo đã rửa sạch qua 3-4 lần nước rồi. Giờ Thảo sẽ đi luộc sơ nha quý vị. Này là xương có thịt rất là nhiều. Mình sẽ cho thịt vào mình luộc sơ nha quý vị. Mình sẽ cho miếng hành lá vô, mình luộc cho nó thơm thịt trước. Rồi cho muối vào. Giờ Thảo sẽ bật lửa nha. Và Thảo cho thêm một ít nước mắm vào, khoảng một muỗng canh thôi. Cho thịt nó thơm quý vị. Này nước nó sôi nè quý vị. Dặn lửa thấp lại một chút nha. Thảo sẽ cho tim ngang vào trộn luôn. Giờ mình tắt lửa luôn là được rồi đó. Rồi, Thảo sẽ đổ ra, Thảo rửa sạch lại nha. Rồi, Thảo bắt cái nồi nước 2 lít rưỡi lên nè. Thảo dặn nước lên. Và đây là tôm khô, khô mực. Thảo cho vào Thảo nấu nha. Phần xương lúc này Thảo rửa sạch rồi đó. Thảo cho vào nồi súp luôn. Giờ Thảo bỏ gan nè, cái tim vào Thảo luộc nha. Như vậy mình luộc lửa nhỏ thì gan nó sẽ mềm. Thảo nấu súp với củ sắn, như củ ấu nha quý vị. Thảo mua được củ ấu Thảo lọc sẵn á. Mình nấu chung nha. Củ ấu này đã được lột sẵn, Thảo mua ở Lắp Vò ngay tại chỗ gần chỗ trồng ấu luôn á. Và người bán ấu nói mình đem về mình rửa sạch lại là được. Giờ Thảo cho củ sắn và củ ấu vào trong nồi súp luôn nha. Giờ mình nấu một chút cho cái gan nó chín rồi mình vớt ra trước nha. Và nấu nước súp như vậy á, Thảo thấy có bọt là Thảo vớt ha, cho nước súp nó trong. Đường phèn, Thảo cho vào một muỗng canh đường phèn. Hai muỗng canh đường phèn. Nấu một chút nữa ha, coi mình nêm nếm sao lại. Chỗ nước súp này á, Thảo nêm vào một muỗng canh bột nêm là vừa ăn với gia đình Thảo nha. Thảo làm chén mắm ớt canh nha. Nặn chanh vào luôn. Thảo có mua bánh canh nhưng mà giờ ba Thảo mua thêm hủ tiếu tươi ở Sa Đéc nè quý vị. Hủ tiếu ngon lắm. Giờ Thảo sẽ trộn hủ tiếu để ăn với nước súp nha. Rồi, Thảo trộn hủ tiếu rồi, Thảo cho vào trong tô luôn. Cái miệng của Thảo là hủ tiếu Sa Đéc nổi tiếng quý vị. Thảo sẽ cho tỏi phi vào nha. Hôm nay mình ăn chút xương đi. Rồi, Thảo múc quen lên nha. Có tim nữa, nhưng mà Thảo phải đầy quá. Đổ
xuất lên nha. Củ ống lên rồi. Củ ống á, nóng sức nó hơi đục một chút nha quý vị. Tại vì cái nhựa của củ nó ra. Rồi, thả cho củ sắn lên đó nè. Ồ, nó xảy luôn. Thả cho hành hẹ lên luôn nha. Thả cho miếng tiêu vào nữa nha. Xíu rồi. Giờ thả bắn ra ngoài nha. Thả sang hủ tiếu với nước mắm ớt chanh nha quý vị. Rồi bên cạnh đó thả ăn với trái hồng giòn, thanh long. Thì Thảo đã làm xong hết rồi. Thảo mời quý vị cùng ăn buổi trưa với Thảo nha. Cái này là món ăn sáng nhưng mà giờ này Thảo mới có rảnh để ăn. Sáng thì ba mẹ đã ăn trước rồi, nay ba mẹ còn ở dưới chợ chưa có về. Thảo thì thức dậy trễ cho nên ăn trễ. Giờ mời cả nhà cùng ăn với Thảo nha. Rồi lần đầu tiên Thảo ăn với súp với trái ấu. Tại vì lúc mà Thảo đi lấp vò, Thảo mua ấu rồi cái Thảo thấy lột sẵn. Cái Thảo hỏi ủa ấu lột sẵn để làm gì vậy cô? Thì cô đó nói là để mà mình hành súp chân giò heo này kia đó. Thế là đi về ghé ngang qua mua xương thịt tìm gan về nấu để cho ra món hủ tiếu ấu hôm nay nè. Quá trời ngon luôn đó. Ấu bùi thơm béo. Ăn mất nhiều luôn. Lần đầu tiên ăn luôn. Bình thường thì ăn những cái ấu như vậy thôi, luộc sẵn á. Ấu này ấu Đài Loan quý vị. Xương ở bên đây bán quá trời thịt luôn. Quý vị nhớ nấu món này ăn thử nha. Cái mũ của ấu ra làm nước hơi đục chút thôi, nó không được trong giống như mình nấu với củ sắn. Này Thảo có cho thêm củ sắn vào để nước súp nó ngọt thêm á. Gan mềm trắng ngon. Quê sao đét Thảo là vậy, ăn với nước mắm ớt chanh vậy. Nghiền ấu à. Chủ yếu ăn xương chấm. Tiếu ở Sa Đéc của Thảo là hơi nổi tiếng luôn á, ngon lắm. Dài dài. Sợ tiếu á nó thấm vô nước súp á, ngon. Tại cái cọng nó vừa đủ, nó không có bự quá mà cũng nhỏ quá. Những năm gần đây Thảo về á, Thảo thấy Sa Đéc á mở tiệm bán hủ tiếu Sa Đéc quá trời luôn, dài dài lên tới gấp giò là dùng đi hủ tiếu Sa Đéc hãnh diện ghê luôn á nha.
Đúng rồi à, đúng rồi à. Ở Việt Nam á, bán cái tô này là Thảo thấy là bự rồi đó. Còn mà có chỗ bán tô nhỏ hơn một chút. Còn bên Pháp Thảo hả, tô gấp đôi á. Thảo hầm xương cũng thơm, ngon. Quý vị lưu ý ha, cái súp của người dân Sa Đéc á, lúc nào có tôm khô mực là mới đúng gu nha quý vị. Hủ tiếu là nấu phải có củ sắn vô mới ngon. Này củ ấu là Thảo cho vào thêm thôi. Lúc này quý vị phải nấu qua một đêm nó mới ngon nha. Rồi Thảo nấu vào tối. Sáng ngày tranh thủ làm cho ba mẹ ăn sáng á. Nước súp quá ngon, ngọt thanh tao luôn á. Thảo cũng nêm đường phèn. Xui xui ăn thêm tôm nữa nha. Ngon quá chừng rồi. Mà nước súp quan trọng nhất luôn á quý vị ha. Đây mà quý vị xuống á, thấy tiệm hủ tiếu ghi là hủ tiếu khô xương ống
Là hết sảy à, nghe tới xương ống rồi, béo thơm. Mà nấu cái xương bẹ nó béo ngon. Xương ống thì nó béo, còn xương bẹ nó cũng béo thơm nữa. Mà mình hầm lâu á, mình có thể cắn được cái bẹ luôn á. Vườn là ăn mà vườn ngắm cảnh đẹp ở vườn thơ mộng quá. Tiếng mà mình cho tỏi vào á thì nó hơi lai nam vang chút. Nếu mình bỏ hành phi á thì nó ăn cũng ngon. Mỗi cái vị nó khác nhau vậy. Tàu lên hút trở lã. Ăn cái tô vậy vừa no ok đó. Bây giờ Thảo ăn trái cây nha. Để đẩy cái này qua bên. Cho trái cây vào. Trái cây này thanh long đỏ. Có thanh long này có 15.000 ký à. Thanh long mình sắc vậy nè, cái mình lặn cái vỏ ra. Thanh long đỏ nó ngon hơn thanh long trắng, và chắc tùy theo người, người thích ăn thanh long nào thì tùy à. Thảo thích ăn nè. Thảo
thanh long đỏ nó ngọt đậm đà, mà màu đỏ ăn tốt cho máu nữa nè. Trứng gà này một ký mới có được nửa đồng thôi, nửa đồng mà ở bên kia là 16-17 euro một ký. Ngon quá. Này học giòn nữa vậy, mới tới mùa. Thảo thích ăn giòn, nó giòn sực cách đã nhai á, cái lỗ tai mình nghe sập cũng đó. Về đây ăn trái cây củ phê luôn quý vị ơi, rẻ quá đó. Chứ gặp như bên mình ấy, mắc quá không dám ăn luôn. Mà nhiều khi mua rồi nhận trái cây nó không có ngon nữa quý vị. Cũng có luôn. Cầm gì ăn luôn quý vị ơi. Cắn vô là giòn chứ. Trái trong nó ngọt ngon luôn á. Thôi rõ thấy á. Mùa này á, là chị không có trái xong chơi mà không phải trái gì lòng gà, trái gì ekima, trái đó Thảo thích ăn lắm á, mà bữa nay về không thấy bán. Tháng 7 về có. Ngoài ra nhiều trái có lắm, mắm cục là không có nữa nè. Qua mùa chôm chôm cũng có ít, nhưng mà có cái hồng này nhiều nhất nè. Dưới mùa ấu, mùa trái ấu tính ra cái hồng này nó ngọt không bằng bên Pháp á. Cái loại hồng kia kìa, hồng mà nó dài dài nữa, nó ngọt gắt luôn á. Này ăn được, ok. Nhưng mà trái này á, nghe nói là lúc mà nó chín, mà chín mềm á thì nó vẫn ngọt, ngọt gắt luôn. Nhưng mà hồng này ăn vậy nó ngon. Hồng mà nó cái này đã mua 30.000 một ký, tính ra hơn đồng chút, khoảng đồng mốt. Tại vì đồng euro là 27.000 Việt Nam đồng rồi, hơn 27.000 mua tính sẵn vậy đó.
Hồi sáng này thức dậy Thảo tính đi vô cái làng mà trồng ấu á. Thì sáng ra sức mới hơi say say ngủ á, nghe mưa ào 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 thôi không ngủ luôn. Tới 8 đến giờ không mới thức. Nào giờ Thảo cũng chưa đi tới cái làng ấu bao giờ. Hôm qua có nghe người ta nói rồi chỉ chỗ luôn rồi, biết chỗ luôn rồi. Nhưng mà mình phải đi 7 giờ sáng, người ta bắt đầu người ta hái á, lúc đó mình mới quay được cái cảnh mà người nông dân á, người ta thu hoạch ấu. Như Thảo sẽ gặp vài người Thảo cũng vắng. Này có nhiều người Thảo nghe nó về đây á, ăn trái cây chiều cơm, không ăn cơm luôn. Thảo thở ướng à. Ở nước ngoài á, về đây gặp trái cây Việt Nam là mê lắm. Tại vì quý vị biết ra không, bên nước ngoài á, trái cây nó mắc lắm. Mua ăn thì cũng mình cũng ăn vừa đủ à, chứ không có giống như là đây mua nhiều á để hư luôn, đại khái vậy. Còn ngoại trừ những người mà người ta ăn mà người ta biết tính toán rồi kia thì họ sẽ không có để cho những trái cây bị hư. Trái hồng này chắc ở ngoài miệt Đà Lạt quá à. Ở trong Nam có trồng được, ở Tiết Lạnh mới trồng được. Trái hồng nó có trái lúc mà thời tiết vừa mát là bắt đầu nó có trái, tới khi mà vô lạnh nó bự lên nó chín đó vậy. Thì mùa này ở hiện tại ở Pháp á, bữa Thảo đi chợ chờ á rồi Thảo thấy là trái hồng có rồi, mới có một tuần hai tuần nay, tuần này tuần thứ hai nó chưa có rộ. Khoảng Thảo về là lúc đó nó rộ đó, rộ hồng lên. Ăn vậy nó tới chiều luôn. Ăn quá à, cứng bụng luôn à, ăn hết nổi rồi quý vị ơi. Nhưng vẫn còn muốn ăn, nhưng mà ăn không nổi. Thảo ăn đã xong rồi. Thảo cảm ơn quý vị đã xem video nha. Nếu như quý vị xem mà thấy thích video của Thảo thì đừng cho Thảo một cái like này, đăng ký kênh và chia sẻ video cho nhiều cùng xem ủng hộ Thảo nhé. Chúc quý vị nhiều sức khỏe bình an. Nếu như thôi giờ Thảo cũng đã ăn xong rồi. Thảo cảm ơn quý vị đã xem video nha. Chúc quý vị nhiều sức khỏe bình an. Nếu như thấy thích kênh của Thảo thì hãy cho Thảo một cái like nè, đăng ký kênh, bấm một cái chuông để mỗi khi Thảo ra video á thì YouTube sẽ thông báo gửi đến cho quý vị ha. Và hẹn gặp lại quý vị những video tiếp theo. Xin chào.